An ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong ngày cao nhất, kể từ ngày 12 tháng 3, số liệu chính thức cho thấy trong ngày 24 tháng 8 anh ghi nhận 174 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19, con số cao nhất kể từ ngày 12 tháng 3, trong khi số ca nhiễm mới trong ngày là 30.838, trong tuần qua, anh đã ghi nhận tổng cộng 705 trường hợp tử vong vì Covid-19, tăng 8 về 8% con số này tại Anh được tính với những người tử vong sau khi có kết quả dương tính với COVID-19 trong vòng 28 ngày. Số ca tử vong tăng mạnh được ghi nhận trong ngày 24 tháng 8 một phần do khâu báo cáo số liệu dùng lại trong dịp cuối tuần. Số ca tử vong hàng ngày của Anh đang tăng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều mức trung bình 1.000 ca trên ngày giai đoạn đỉnh dịch. Hiện 77% dân số trưởng thành tại Anh đã tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19. Nước này cũng đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để phòng dịch từ giữa tháng 7, cho phép người dân đi lại giao lưu và trở lại công sở làm việc các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé